Xin chào mừng tất cả các bạn đang quay trở lại với kênh YouTube của Nha khoa Happy. Tiếp nối trong chuỗi series về nha khoa trẻ em, chủ đề của chúng ta hôm nay là thứ tự thay răng sữa ở trẻ. Răng sữa được thay bằng răng vĩnh viễn là một trong những cột mốc phát triển quan trọng của bé. Việc thay răng đúng thời điểm không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe răng miệng mà còn cả tính thẩm mỹ sau này. Nhiều phụ huynh đã ý thức được điều này nên cố gắng canh chừng giúp bé để con thay răng đúng thời điểm. Tuy nhiên thì nhiều cha mẹ vẫn còn thắc mắc không biết răng nào thay trước, răng nào thay sau. Vậy thì trong video ngày hôm nay, bác sĩ Quỳnh sẽ cung cấp một số thông tin về quá trình thay răng ở trẻ cho các bố mẹ nhé. 5 đến 7 tuổi, các răng cửa giữa vĩnh viễn mọc thay cho các răng cửa sữa. 7 đến 8 tuổi, các răng cửa bên vĩnh viễn mọc thay thế cho các răng cửa bên sữa. 9 đến 10 tuổi, các răng cối nhỏ thứ nhất mọc thay thế cho các răng cối sữa thứ nhất. 10 đến 11 tuổi, thay các răng nanh sữa. Từ 11 đến 12 tuổi, các răng cối nhỏ thứ hai mọc lên thay cho các răng cối sữa thứ hai. Thông thường thì thứ tự mọc răng của các răng vĩnh viễn sẽ tương tự như răng sữa, nghĩa là răng sữa nào mọc lên trước thì sẽ được thay thế trước. Tuy nhiên, thứ tự thay răng của hàm trên sẽ khác một chút so với hàm dưới. Nếu thứ tự phổ biến của hàm trên sẽ là răng cửa giữa, răng cửa bên, răng cối nhỏ, răng nanh và các răng cối lớn, thì đối với hàm dưới sẽ là răng cửa giữa, răng cửa bên, răng nanh, răng cối nhỏ và cuối cùng là các răng cối lớn. Thời gian này, trẻ cũng mọc lên chiếc răng cối lớn thứ nhất ở phía sau chiếc răng cối sữa thứ hai. Bố mẹ lưu ý là đây là chiếc răng vĩnh viễn và không có răng thay thế, bởi vì nhiều phụ huynh vẫn nhầm tưởng đây là răng sữa và không có kế hoạch chăm sóc và bảo vệ đúng cách. Đây là chiếc răng có vị trí rất là quan trọng đối với việc hướng dẫn các răng khác mọc lên và giữ vị trí khớp cắn ổn định cho bé sau này. Lịch thay răng ở trên chỉ mang tính chất tham khảo, có một số bé sẽ thay răng sớm hơn như vào lúc khoảng 5 tuổi, hoặc một số bé sẽ thay răng trễ hơn một chút vào khoảng 7 tuổi chẳng hạn. Tuy nhiên, chiếc răng sữa cuối cùng cần được thay trong khoảng 12 đến 13 tuổi. Nếu quá thời điểm kể trên mà răng vĩnh viễn vẫn chưa mọc lên, bố mẹ có thể dẫn trẻ tới bệnh viện hoặc là phòng khám nha khoa để được chụp phim X-quang kiểm tra mầm răng cho trẻ. Trên phim, bác sĩ sẽ phân tích vị trí, số lượng, hướng mọc và đánh giá xem những chiếc răng này có khả năng mọc lên được hay không. Nếu răng bị mọc ngầm hoặc răng mọc kẹt hoặc thiếu khoảng, bác sĩ sẽ chỉ định chỉnh nha cho răng mọc lên. Trong giai đoạn thay răng vĩnh viễn, tránh tối đa các thói quen xấu như nghiến răng, thở bằng miệng, mút môi, mút tay hay đẩy lưỡi vào răng. Những thói quen này sẽ dẫn đến tình trạng răng hô, móm, răng mọc lệch lạc, mọc chen chúc hoặc quá thưa hay răng hàm trên không thể ăn khớp với răng hàm dưới. Nếu không được khắc phục kịp thời sẽ ảnh hưởng đến thẩm mỹ nụ cười và khớp cắn sau này của trẻ. Hy vọng rằng với những thông tin mà bác Quỳnh vừa cung cấp ở trên đã giúp bố mẹ có thêm hiểu biết về quá trình thay răng sữa ở trẻ. Nếu em bé nhà bạn đến độ tuổi và có dấu hiệu thay răng, bố mẹ hãy đưa bé đến các phòng khám nha khoa uy tín để được các bác sĩ nhổ răng một cách an toàn và nhẹ nhàng nhất. Xin chúc bố mẹ và các bé nhà mình sẽ có một hàm răng đẹp, chắc khỏe và nụ cười rạng rỡ. Xin cảm ơn và xin chào gặp lại.